Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực trẻ ngành du lịch, đồng thời giải quyết bài toán khó khăn về nhân sự, Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội trực thuộc Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam đã tổ chức lớp hỗ tướng du lịch tại thành phố Tân An nhằm đào tạo kỹ năng du lịch chuyên sâu cho sinh viên, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn gồm 12 chuyên đề liên quan đến du lịch như điều hành, sale, marketing, các kỹ năng văn phòng, những nghiệp vụ cần thiết khi điều hành tour quốc tế, Thông qua lớp học, sinh viên sẽ được tham gia chia sẻ, đào tạo chuyên sâu từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du lịch. Với lại du lịch của nước nước mình, tỉnh mình nói riêng thì theo những năm Covid thì đang dần hồi phục. Thì em nghĩ lớp học sẽ cho em được những kỹ năng để cho em phát triển hơn trong công việc sau này. Ngoài việc trang bị cho học viên kiến thức, kinh nghiệm thực tế thì đây còn là dịp để các sinh viên hướng dẫn viên du lịch tiếp cận với các doanh nghiệp du lịch tạo nguồn nhân sự của ngành du lịch tỉnh nhà. Cái việc cơ bản đầu tiên đó chính là đào tạo. Đào tạo lúc nào nó cũng sẽ là một nhiệm vụ đi đầu, tiên phong và khi mà du lịch phát triển thì cũng vẫn còn có đào tạo để tập trung vào chuyên môn. Bây giờ thì chưa phải là quá tập trung vào chuyên môn, bây giờ là cần lan tỏa ra trước rồi sau đó à, một năm hai năm ba năm khi nào du lịch Long An đã bắt đầu xác định được vị trí của mình trên thị trường du lịch Việt Nam hay là thế giới rồi thì chúng ta mới bắt đầu tập trung vào những bài toán sâu hơn đó là về chuyên môn về nghiệp vụ sau hơn 2 năm trải nghiệm qua đại dịch Covid-19 ngành du lịch cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng đã mở cửa trở lại với nhiều cơ hội cũng như thách thức không nhỏ với mong muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành du lịch lớp tập quấn là một trong những hoạt động góp phần vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp không khói tỉnh nhà.